À, xin chào mọi người Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi thứ bảy Ngày 6 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch Hôm nay là ngày 23 tháng riêng năm Tân Sửu Ngày này là ngày Quý Sửu Tháng Canh Dần Năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc ngày quý sửu tức chi khắc can nghĩa là thổ khắc thủy và ngày hôm nay là ngày hung vài nạp âm tang đồ mộc kỵ tuổi đinh mùi tân mùi ngày thổ hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi vài tuổi xung khác trong ngày tuổi ất mùi tân mùi đinh hợi đinh tỵ tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao tuế hợp tốt mọi việc sao tục thế tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao đại hồng sa tốt mọi việc sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu xấu mọi việc Sao địa tặc xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao hỏa tai xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt là ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 tức là ngày 23 tháng riêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mồng năm 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang trải qua một ngày có được nhiều may mắn nhiều niềm vui kể cả con đường tình duyên lẫn tài lộc với bạn tuổi Tý dễ dàng có được những điều mình mong muốn khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ về bạn Ngày này, bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân, giúp cho bạn mệnh nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Những cuộc gặp gỡ tình cờ có thể mang lại bất ngờ khi mà bạn và người ấy mới gặp đã tưởng chừng như quên biết từ lâu. Thiên tài chiếu mệnh, còn giúp cho bạn mệnh tuổi tí có được cơ hội phát tài khi mà bạn chỉ cần biết tận dụng nghề tay trái của mình trong ngày hôm nay đủ để dụng rịnh tiền tiêu xài. Tiền bạc cũng giúp cho bạn cảm thấy an tâm hơn nhiều trong cuộc sống. Vài tử vi tuổi giáp tí thuộc Kim sinh năm 1984, may mắn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Từ vi tuổi Bính Tý, thuộc Thủy, sinh năm 1996, có được quý nhân giúp cho quân đường tình duyên được suôn xỉa. Từ vi tuổi Mậu Tý, thuộc Hỏa, sinh năm 2008 và 1948, tiền bạc kiếm được dễ dàng hơn bình thường. Từ vi tuổi Canh Tý, thuộc Thổ, sinh năm 1960, tình đầy tim mà tiền đầy túi. Từ vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc sinh năm 1972 có thể đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Vạn trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Sửu phải có chính kiến riêng của mình. Nếu bạn đưa ra những quyết định kịp thời thì có thể nắm bắt được cơ hội phát tài trong tầm với. Bạn mệnh tuổi sửu nên hiểu rõ được thế mạnh của mình nằm ở đâu để dễ dàng đưa ra sự lựa chọn ngay khi cần thiết. Điểm báo tử vi cho thấy hôm nay với bạn tuổi sửu nên dựa vào chính bản thân mình chứ chớ nên chờ đợi người khác. Trong ngày này với bạn tuổi sửu cũng đang gặp ngày có Hủy khí vượng nhắc nhở bạn mệnh tuổi sửu cần phải chú ý tới sức khỏe của bản thân có thể bạn sẽ thấy mệt mỏi và ăn uống kém ngon miệng nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ bữa nếu không sẽ khiến cho cơ thể của bạn bị suy nhược nữa về từ vi tuổi ất sửu thuộc kim sinh năm 1985 chủ động tìm kiếm cơ hội cho riêng mình từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, sinh năm 1997, sức khỏe kém, dễ gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, sinh năm 2009 và 1949, cần phải biết mình có ưu thế ở đâu để lựa chọn cho đúng. Từ vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, sinh năm 1961, càng chủ động, quyết đoán thì càng dễ phát tài. Từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc sinh năm 1973 tiền bạc kiếm được do chính tay mình. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ bảy này với bà tuổi dần đó, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi dần đang gặp ngày thổ mộc xung khắc, cái điều này cho thấy con đường tình duyên của bạn tuổi dần đang có nhiều biến động. Bạn mạnh dẻ nảy sinh nghi ngờ với chính người mà mình yêu. Lòng tin giữa hai người đang thực sự gặp vấn đề. Trong ngày này với bạn tuổi dần, mong muốn có được tình yêu 100% của người ấy, không muốn chia sẻ tình cảm với bất cứ ai, dù đó là người thân hay là bạn bè của đối phương. Xong, rõ ràng đó là điều không thể, chẳng ai có thể sống trên đời này một cách cô độc cả. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì còn có nhiều nỗi lo về gia đình, và điều đó có thể ngăn cản bạn đi đến hạnh phúc. Bạn mong muốn giải quyết hết mọi gánh nặng phía sau rồi mới đi tìm tình yêu của riêng mình. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy sinh năm 1974 cần biết mình đang ở vị trí nào để không lầm lỡ tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa sinh năm 1986 lòng tin bị thiếu hụt Dẫn đến mâu thuẫn Từ vi tuổi mậu dần Thuộc thổ Sinh năm 1998 Đường tình ảm đạm Khó được như ý Từ vi tuổi canh dần Thuộc mộc Sinh năm 1950 Tranh cãi liên minh Tình cảm rạn nứt Từ vi tuổi nhâm dần Sinh năm 1962 Thuộc kim Nhân duyên trắc trở Không lối thoát Và đánh giá của bạn tuổi dần Trong ngày thứ bảy này Sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 5 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi tử vi tuổi mão thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão đang có điểm báo dễ gặp phải họa tiểu nhân tiền bạc trong tay bị lừa gạt một cách nhanh chóng mà chính bạn cũng không thể nào tưởng tượng được bà tuổi mão cần phải cẩn trọng và sáng suốt hơn trong ngày hôm nay với bà tuổi mão bạn có phần ngây thơ khi tin người thái quá rõ ràng có những dấu hiệu không đáng tin nhưng bạn vẫn mù quáng bỏ qua cho rằng đối phương đang thực sự đối xử tốt với mình cho nên chẳng hề đề phòng chút nào cả Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Mão cũng đang gặp ngày có mộc thổ bất dung cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn đang nảy sinh nhiều mâu thuẫn do đôi bên không hiểu được cho nhau, bạn và người ấy cần phải dành thêm thời gian để tâm sự, chia sẻ nhiều hơn trong ngày hôm nay để tránh rạn nứt về sau này. Vai từ vi tuổi Ất Mão, thuộc Thủy, sinh năm 1975, tình cảm không thuận lợi như mong muốn. Từ vi tuổi Đinh Mão, thuộc Hỏa, sinh năm 1987, cần phải bình tĩnh để tránh những mâu thuẫn về sau. Từ vi tuổi kỷ Mão, thuộc Thổ, sinh năm 1999 và 1939, dễ bị tiểu nhân lừa gạt về tiền bạc. Từ vi tuổi Tân Mão, thuộc Mộc sinh năm 1951, nhanh chóng mất tiền, hao của vì thối quyên cả tin người. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim, sinh năm 1963, nên thông cảm và bao dung hơn với người mà mình yêu thương. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn, số 3, số 6, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021, Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi. Cái điều này sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tới con đường tình cảm của bạn trong ngày. Và với bà tuổi thìn, dễ đánh mất đi lý trí, mù quáng vì tình mà không hề biết đối phương, chẳng hề thật lòng với mình. Tổn thương là điều khó có thể tránh khỏi trong tình huống này với bạn. Bạn tuổi thìn càng sai đắm thì càng mất đi nhiều thứ. Chỉ có nhanh chóng rút chân ra thì mới có thể đảm bảo được sự tổn thương không quá sâu sắc về sau với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh điểm báo cho bạn đang có họa dáng xuống với bà tủ thìn tiền kiếm thêm chẳng có là bao nhiêu mà đủ chuyện phải chi tới tiền dẫn đến tình trạng cháy túi vay mượn nợ nần khắp nơi nữa về tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc họ sinh năm 1964, thiếu kiểm soát bản thân mà mang họa, Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc thổ, sinh năm 1976, dễ đánh mất mình vì mù quáng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mộc, sinh năm 1988, cần phải có kế hoạch về tài chính cho rõ ràng hơn. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, sinh năm 2000 và 1940, nên tiết kiệm về tiền, tránh chi tiêu phung phí. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, sinh năm 2012 và 1952. Dễ chịu tổn thương về chuyện tình cảm và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi than Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi tỵ bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc bạn tuổi tỵ bạn biết cách để khiến cho mình trở nên nổi bật cuốn hút hơn trong mắt của người khác phái với sự quyến rũ tự thân kèm theo sự giận dắt của tam hợp cục, bạn tuổi tỵ hoàn toàn có thể tìm được người xứng đôi vừa lửa với mình. Nhưng với bạn, đừng có để cho lý trí lấn át hết cảm xúc mà chọn người mình không yêu thương nhé. Ngày này, đối với các cặp đôi thì có khoảng thời gian yên bình, hạnh phúc bên nhau, sau bao bọn bè của công việc và cuộc sống thì tình yêu giúp cho các bạn xoa dịu được những sự tổn thương, giảm bớt những gánh nặng mà bạn ma đang mang trên vai mình. Về từ vi tuổi Ất Tỵ thuộc họ, sinh năm 1965, tình yêu sẽ xuôi sáng trái tim mọi người. Từ vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, sinh năm 1977, đường tình thắm sắc, sớm có hạnh phúc. Từ vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc Mộc, sinh năm 1989, hại bình an bên nhau, thế là đủ rồi. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc Kim, sinh năm 2001 và 1941, cần phải biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc Thủy, sinh năm 1953, đừng để cho thứ quý giá nhất của mình vụt khỏi tầm tay. Và đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. tử vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại sẽ ngáng trở bước chân đi tới hạnh phúc của bạn trong ngày hôm nay và bạn tuổi ngọ bạn có lòng tự tôn quá cao không chịu lùi dù chỉ là một bước để có thể gạt bỏ bớt những mâu thuẫn giữa hai người dù có thể đối phương đã từng cố gắng để hàn gắn mối quan hệ, nhưng với bà tuổi ngọ, đòi hỏi mà bạn đưa ra khiến cho đối phương cảm thấy nạn lòng. Bạn đừng mà có nghĩ rằng ở thế cao hơn so với nửa kia của mình mà đòi hỏi thái quá như vậy. Ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì sự nhiệt tình của bạn có thể chính là rào cản ngăn cách hai người đến với nhau trong câu chuyện chỉ có một người tín còn một người đứng in tại chỗ thì khó lòng phát triển được tình yêu. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim sinh năm 1954, mau thuận xuất hiện từ những vấn đề nhỏ. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy sinh năm 1966, đừng có quá nóng vội mà đốt cháy giai đoạn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ sinh năm 1978 có thể bị từ chối vì nhiệt tình thái có từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ sinh năm 1990 hàn gắn không thành khi rạn dạ nứt quá lớn từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc sinh năm 2002 và 1942 tình duyên trở ngại dễ gặp phải bất trắc và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xíu mùi, dù bạn đã cố gắng để hòa giải những mâu thuẫn trong gia đình, nhưng với những nỗ lực của bạn chẳng hề được đền đáp xứng đáng như mong đợi không khí trong nhà càng thêm phần căng thẳng, ngột ngạt, khiến cho chẳng ai muốn trở về. Với nỗi ấm ức, buồn tủi, tích tụ tủ theo năm tháng mà có thể khiến cho bạn và người ấy dần xa nhau, tình cảm cũng theo đó mà phai nhạt đi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi, cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho thấy sự quyết đoán và chủ động của bạn sẽ giúp mang tới niềm vui về tài lộc cho bạn, thắp sáng vận trình ảm đạm của bạn trong ngày này. Vì vậy, bạn cần phải cố gắng hết sức mình để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có như thế này. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim sinh năm 1955, mâu thuận bùng nổ do thiếu đi sự hiểu nhau. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy sinh năm 1967, cần phải chủ động và quyết đoán hơn trong hành động. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc họ sinh năm 1979, tự mình kiếm được tiền bao giờ cũng vững bền hơn. Tử vi tuổi Tân mùi thuộc thổ sinh năm 1991, cần phải hiểu và thông cảm cho thiếu suất của đối phương. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc sinh năm 2003 và 1943, đòi hội quá nhiều chỉ khiến cho tình yêu tan vỡ và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cam quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân sẽ khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Ngày này, bà tuổi thân đang gặp được ngày của ngũ hành, thổ dưỡng cho kim, cho thấy sự bình yên trong tâm hồn của bạn đến từ đời sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc ngập tràn. Bạn mệnh tuổi thân biết cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình, có tấm lòng bao dung và rộng mở nên bạn sẵn sàng tha thứ cho những thiếu sót của đối phương. Bạn hiểu trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Còn đối với những bạn đang quản độc thân, cũng có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người khác phái và bạn mệnh sẵn sàng mở cửa trái tim mình, chỉ cần thấy có sự rung động có vẻ tình duyên của bản mệnh sẽ có dấu hiệu đáng mừng trong ngày hôm nay nữa về từ vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, sinh năm 2004 và 1944 cần phải tận dụng cơ hội để tình yêu thăng hoa từ vi tuổi Bính Thân thuộc họ sinh năm 1956 có nhiều nỗi lo toan khi không có tình yêu từ vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, sinh năm 1968. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn từ vi tuổi Canh Thân thuộc mộc sinh năm 1980 cần phải trân trọng hạnh phúc mà mình đang có tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim sinh năm 1992 hãy dành nhiều thời gian cho gia đình của mình và người mình yêu thương về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu, thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỷ Dậu Sửu phù trợ, cho thấy cái chuyện tình cảm giữa bạn tuổi Dậu và người ấy sẽ có nhiều bước tiến triển tích cực. Bạn và người ấy cảm thấy không thể thống sống thiếu nhau và quyết định để có thể hạnh phúc dài lâu nữa rồi. Bên cạnh đó, ngày này với bạn tuổi Dậu đang có được thực thần nâng đỡ giúp cho con đường tài lộc của bạn cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán ngày càng phát triển tốt đẹp hơn bạn mệnh nắm bắt được cơ hội để phát tài phát lộc nhanh chóng cải thiện thu nhập cho mình may mắn trong ngày thứ bảy này tích tụ hết cho bạn tuổi giàu bạn hãy tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi tình yêu lấp đầy trong tim và tiền bạc lấp đầy trong túi không phải ai cũng có được vận may đến như vậy với bạn về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, sinh năm 2005 và 1945, kiếm tiền dễ dàng, nhờ biết nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, sinh năm 1957, tình và tiền đều như ý, may mắn cá tường. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, sinh năm 1969, biết cách để hâm nóng mối quan hệ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc sinh năm 1981, cần phải hiểu bí quyết để giữ gìn hạnh phúc. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, sinh năm 1993, thời cơ phát tài đã đến, đừng có bỏ lỡ cơ hội. Và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tốt đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này cho thấy về con đường tình cảm của bạn tuổi tuất đang có nhiều bất ổn biến động nảy sinh khi mà bạn và người ấy không có nhiều điểm chung cũng chẳng hề tìm được tiếng nói chung trong thời gian này ngày này kiếp tài chiếu mệnh cảnh báo cho bạn tuổi tuất đang có nguy cơ mất tiền hao của khi mà với bạn tuổi tuất đang quá tham lam, đặt lòng tin vào nơi không đáng tin, đầu tư tiền bạc vào chỗ mà chưa chắc chắn, đã nảy sinh lời thì không có mà lại mất mát thêm về tiền của. Bạn mệnh tuổi tuất cũng cần phải biết cách đầu tư kinh doanh cho hợp lý, Chớ nên bốc đồng, chỉ nghe theo lời của người khác mà đã đưa ra quyết định quá choáng váng tới lúc hối hận muốn quay đầu thì đã quá muộn màng mất rồi. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ sinh năm 1994 và 1934, dễ mất tiền hao của vì tham lam quá mức. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ sinh năm 2006 và 1946, cần phải bình tĩnh để tránh quyết định sai lầm. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc sinh năm 1958 có nhiều yếu tố dẫn đến bạn thất bại trong ngày hôm nay Tử vi tuổi canh tốt thuộc kim sinh năm 1970 đường tình kiếm sắc nhân duyên khó thành Tử vi tuổi nhâm tốt Thuộc Thủy, sinh năm 1982, có nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp, 4 sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có tam hội quý nhân dẫn đường trị lối cho nên bạn tuổi hợi có thể sẽ hạnh phúc hơn khi buông bỏ những gánh nặng không cần thiết trên vai mình đảm bảo được những điều mà mình cần mình có đều có được gia đình luôn có tiếng cười rộn rã, tình cảm chẳng hề bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các yếu tố về vật chất. Bạn mạnh tuổi hợi biết cách để khiến cho không khí gia đình trở nên thoải mái hơn và mọi người dễ chia sẻ với nhau hơn. Có thể với bạn tuổi hợi trong thời gian tới sẽ có nhiều biến động đang chờ đợi bạn nhưng chẳng hề khiến cho bạn cảm thấy sợ hãi. Bạn đủ tự tin, tình yêu giữa mình và người ấy đủ lớn để vượt qua sóng gió của cuộc đời. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏa sinh năm 1995, tình duyên vượng có nhiều dấu hiệu hạnh phúc. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, sinh năm 2007 và 1947, không khí gia đình đầm ấm, mọi người yêu thương nhau, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, sinh năm 1959, biết dừng chân đúng lúc cũng là may mắn cho bạn, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, sinh năm 1971, cần phải mở cửa trái tim mình để đón nhận tình yêu, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy, sinh năm 1983, trở nên khát kia quá mức với chính bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào em hẹn gặp lại.